Hello anh em. Ở video trước thì có một bác hỏi mình là cũng không phải là hỏi mà là bác ấy muốn mình làm video hướng dẫn di chuyển ở trong những cái khu hẹp và đường phố chẳng hạn. Đấy. Thì ở trên kênh của mình thì cũng có rất nhiều video chạy ở đường phố cũng như đường trường, có nhiều rồi. Nhưng mà chưa có một cái video nào chạy ở đường siêu hẹp, thì hôm nay mình sẽ hy sinh vì nghệ thuật. Mọi ngày thì mình đi làm thì mình sẽ không đi cái đường đó, nhưng mà hôm nay để mà làm quay ví dụ cho anh em thì mình sẽ đi đường với cái mật độ giao thông lớn, cũng không phải lớn lắm do đường quê thôi, tại vì nó đi qua cái chợ ấy và đường hẹp, đường cua nhiều. Thì mình ít đi cái đường đấy nên là mình căn hơi kém. Anh em xem kênh mình biết là mình cũng là lái mới mà, không phải lái lâu năm gì đâu. Đấy, tại bình thường mà đi cái đường kia, tức là nhà sẽ có hai hướng để đi về. Bình thường mà đi cái đường kia thì sẽ không phải cua ra cua vào nhiều như thế này, do là mình lùi tuột phát là ra ngoài luôn. Còn đây mình đi chiều ngược lại cho nên là sẽ phải đánh lái hơi nhiều. Đấy. Nhà mình thì ở quê nên là không tránh khỏi được cái việc ở trong ngõ là nó bị chật. Nhiều khi mà kiểu để mình bật cái cam này lên đã. Chỗ lúc nào mà đường mà hẹp thì mình sẽ bật cam lên đằng trước cho anh em dễ nhìn thấy. Ở quê thì không tránh khỏi cái việc là cứ phải đánh đuổi qua đuổi lại nhiều lần mới ra được khỏi nhà. Ở đây đang rất chật rồi này. Đấy, đằng sau là gần như là chạm tường rồi. Lạm phát vào tường thì toang. Thực ra đằng sau vẫn còn một khoảng khá là rộng, nhưng mà mình vẫn phải đi qua đi lại. Về nhà mình thì sẽ có hai chiều. Chiều đi mình đang chuẩn bị đi đây, và chiều hàng ngày mình đi là chiều ngược lại. Thì đôi khi khi mà có nhiều gia đình mà người ta có việc ấy thì mình vẫn phải đi cái chiều này thôi. Chiều này là chiều mà nó bị đường bị hẹp quá ấy. Hôm nay trời mưa nữa thì không biết là lên hình có đẹp không. Đấy, hôm trước thì ở ngay chỗ ngõ này này nó chật như này nên là mình đã bị quẹt cái cản sau một phát và phải đi sơn lại. Nói chung là cũng không mất nhiều tiền nhưng mà cũng sót. Đậm lên sơn zin và mình rút kinh nghiệm từ lần đấy là mình sẽ không sơn nữa, kệ. Lần sau mà có bị quẹt nhẹ thì mặc kệ thôi. Ở bên trái mình đang rất là hẹp này. Và đây nó khắm nữa là ở dưới đường có rất nhiều gạch. Gầm mà thấp thì không may mà trượt một phát là cũng dễ đi lắm. Gầm kêu lột sột lột sột. Đường này thì chỉ vừa cho một cái ô tô thôi. Mình quay video này cũng chỉ là một cái vlog với lại ví dụ minh họa thôi nha, chứ không phải hướng dẫn gì đâu. Anh em xem là nó như thế nào thôi. Nhiệt độ bên ngoài đang là 28 độ. Đây còn có một cái hòn đá ở dưới cơ. Đấy, phải cẩn thận. Nói chung là cái kinh nghiệm của mình sau năm rưỡi lái xe cá nhân. Trước đấy thì mình cũng không có lái nhiều xe của người khác và cũng không có nhiều kinh nghiệm lái, đấy là thôi cứ cẩn thận thôi. Không có cách nào cả. Và như con Lắc A bản bay này là không có cam 360. Thì trước mình cũng có làm nhiều video đấy. Thì mình có khuyên anh em là tốt nhất là cứ mua bản Blood. Nếu mà thích Lắc A, nó có cái cam 360 rồi, mấy cảm biến nữa nó cũng tốt hơn. Nó dễ cho anh em lái mới hơn. Còn với cái thể loại lái mới như mình mà còn không có cái gì này thì nhiều lúc căn một niềm tin anh em ạ. Trời mà tối om luôn đấy, đi ngõ này không có đèn này. Thì thôi thì cứ đi theo niềm tin thôi, chứ còn thực sự là cũng không thể biết 100% là cái bánh mình nó đang chạm vào chỗ nào. Đấy, phải khẳng định thật sự với anh em, với chỗ mà siêu chật trội ấy thì không làm gì được đâu. Kinh nghiệm cộng với lại sự cẩn thận thôi. Hôm nọ cái video trước đây còn có một vài anh em hỏi là sao đi đến ngã ba ngã tư không còi. Thì nhiều lúc mình cứ đi chậm rồi từ ra thôi, chứ còn còi nhiều khi người ta còn ghét trong làng ấy. Và hôm đấy mình thực ra đấy là video bên TikTok của mình chứ không phải video bên YouTube.
Đấy thì bên TikTok thì lúc đấy mình cũng về chiều muộn, chiều tối rồi. Coi nhiều quá dân làng cái thứ người ta còn ghét. Đấy đi qua chợ nhưng thực ra nó cũng không có đông quá đông người, trừ khi chợ Tết ở chỗ này nó hai bên đường nó bán đầy đồ ấy, chật kinh khủng luôn, không dám đi. Còn hôm nay thì cũng bình thường do trời mưa đó, ít người đi chợ. Chỗ mình thì vẫn là quê cho nên là chợ phiên. Đấy xe này, xe thường thường họ sẽ để hai bên đường như vậy. Đây là may vẫn có ít người đang sáng sớm đấy. Còn không thì sẽ phải để hai bên đường, cả xe máy cơ, đấy, nhiều loại xe khác nữa. Mình thì cũng phải tự hào một tí đấy là sau lái mới sau sau 1,5 năm mà cũng không làm ảnh hưởng gì đến ai, không va quẹt vào ai, chỉ có một vài cái xước nhỏ ở chỗ những cái miếng nhựa đằng trước đằng sau xe thôi, nó cũng chả quan trọng lắm, nó tạo ra kinh nghiệm cho mình khi lái xe thôi, mình cũng phải tự hào như vậy. Đi đến đây vẫn chưa thoát khỏi làng anh em ạ, đây là sang làng khác rồi. Ở trên làng này đường nó đẹp hơn một tí, nhưng mà tí nữa lên đường D nó lại còn cũng khắm lắm cơ. Rồi cái này mình sẽ dừng khi nào đường hẹp mình mới cần góc trước này thôi. Đây một vài anh em hỏi nữa là mình quay bằng cái gì thì đây GoPro, nhưng mình dùng ít lắm, chứ ngày xưa mình làm mô tô vlog thì mình có hay dùng GoPro thôi. Đường thì rất xấu luôn, không biết đi đi lắc này thì anh em thấy hình ảnh nó như thế nào, nhỉ chắc là những cái lúc mà lắc thì tại vì mình đang để ở trên cái ghế của xe ấy, mà cái ghế của xe mà rút cái tựa đầu lên thì nó dài, cho nên là khi mà đi qua chỗ sốc thì nó sẽ lắc cái điện thoại. Thôi làm như thế để cho anh em cảm nhận được cái sự rung lắc, sự sốc giống như mình đang ngồi trên xe. Tất nhiên là cái con lắc A này hệ thống treo của nó rất tốt, khung gầm rất tốt nhưng mà không thể tránh được. Không hiểu sao đang quay video thì tự nhiên điện thoại bị dừng anh em ạ. Khi mà mình tháo điện thoại ra để mình xem là video quay được đến đâu rồi thì nó chỉ được một nửa thôi. Cái đoạn video sau của mình thì nó bị cắt mất rồi. Được cái đoạn trên đê hay thế mà bị cắt mất, phí quá. Thì thôi để hôm khác mình sẽ quay lại cho anh em xem cái đoạn đường trên đê nhá. Đường đấy lái cua nhiều, chill, chill chill lắm anh em. Cực kỳ chill luôn. Nhưng mà tiếc quá hôm nay lại không cho lên video này được. Hiện nay vẫn đoạn đường quen thuộc đây. Tôi nhường cho mấy cái xe sau nó đi. Đó, cho nó vượt đi. Thì mình đi sau. Nói chung là vẫn phải cẩn thận, nhìn quan sát kỹ. Nay trời mưa đi ô tô này thì đúng phê rồi. Cảm thấy cái ô tô nó có giá trị tuyệt vời. Mazda CX-5. Mọi ngày quay video lên ánh sáng nó đẹp nhưng hôm nay trời xin xín này thì trông không được chill cho lắm. Đấy, đường đối diện thì rất nhiều xe, đường này thì ít hơn. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đón xem nhé. Em mà có bất kỳ ý kiến đóng góp hay là cái comment gì đi nữa thì cứ bình luận ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, thảo luận. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video lần sau.